Có những người bên Phật tử Đại Thừa hay là những lối tu mà A Di Đà Phật mà thành Phật giảng sanh rồi đó, mấy nhìn mấy con nhìn họ thiên với nhìn họ rất là khác xa. Họ lúc nào cũng có khuôn mặt buồn, tại vì họ không có ngồi thiền, họ kỹ hơn niệm Phật là thành Phật. Mà không ngồi thiền á là không, mình không có biết mình làm đúng sai, mình mê tín, mình cứ nghĩ là A Di Đà Phật, A Di Đà đem mình về trời. Mình cũng là thiên tâm của mình cũng niệm Phật, cha mẹ cũng mang mình về trời, chứ Phật A Di Đà cũng mang mình về trời. Nhưng mà đời sống thực tế mỗi ngày của mình hơn những người đó, chứ không phải mình nói là không có nha. Phật có quyền, cha cũng có quyền đưa mấy con. Một người tỷ phú ngày mai á, là một giây thôi là mất hết, và cũng có thể đưa mấy con về trời, và cũng có thể làm sai cũng có thể bị đọa. Thì mình hơn người ta rất là nhiều. Mấy con so sánh từ chút thường nói này á, để cho họ hiểu luôn á. Những Phật tử với đầu kinh không mà họ không biết mà thiền. Cả mấy thầy trong chùa thời nay cũng vậy. Cho nên thầy nào thầy nấy tối ngày, mỗi ngày buổi sáng cầm điện thoại, bữa nay không ai chết hết trơn vậy ta. Ông thiệt. Cái ông thầy kia ông gọi qua ông hỏi, hay bữa nay có ai gọi thầy không? Đâu ai gọi, bữa nay không ai chết. Tại chết mà không đi đọc kinh đám ma được. Nó có chuyện làm, nó có tiền. Không, trong chùa một cái chùa bự, một cái nhà đỡ mình. Nhưng bữa sáng nào ông thể tâm cũng vậy, bảo đảm. Ủa không có nói quan đâu. Rồi cái mỗi cái cuối tháng ông này gọi ông kia, tháng này nó có thu nhập ít quá, có mười mấy ngàn à, không đủ để việc nguyên. À tối ngày cứ coi ông này ông kia cạnh tranh nhau với ông nào tiền nhiều. Ông kia nó hồ, tháng này nhờ ở mùa Du Lan tôi được 40, 50. Ồ, kỳ này tôi nhờ ở đây nó có mùa cảm cúng nó còn virus gì nữa. Mới chết mười mấy ngàn người. Thôi bữa nọ vụ mà Covid 7 triệu người. Ai khác thế là thôi, nó vậy. Mình có chùa mà bán lợi thụ, nó là thụ từ kinh nghiệm trong chùa mình mà. Như một cái với kinh doanh, một cái business thôi à. Mà không phải mình nói hết nha, trong đó cũng có những người tu rất là đàng hoàng, người ta cũng cần tiền nhưng mà người ta không có phan duyên, và người ta không có có cái đầu nhu cầu sao đòi hỏi thiên thiên, từ được nhiều người ta cũng vẫn sống được. Nó cũng có cái những thầy đó nha, chứ mình không có nói hết nữa. Nhưng mà cái mà mình mới vừa nói là cái số lượng rất là đông, 70-80%.